Kính mời quý vị tham gia trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông ngày 1 tháng 3 năm 2020 với chủ đề Hạn chế thiệt hại rau màu trong điều kiện hạn mặn. Câu hỏi đặt ra là các loại phân bón nào của công ty An Nông mà nghệ sĩ doanh nhân Bích Thủy đã đề cập trong chương trình. Quý vị và bà con tham gia trả lời câu hỏi hãy điện thoại về số 02723835900 hoặc gửi mail theo địa chỉ chuyennhanong@la34a.gmail.com. Bà con cũng có thể tham gia trả lời bằng cách gửi thư về địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, Trung tâm Khuyến nông Long An, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thời gian cuối để nhận câu trả lời là thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020. Ba áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông sẽ tặng quý vị có câu trả lời sớm nhất, chính xác nhất. Kết quả trúng thưởng sẽ công bố trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông phát sóng vào lúc 10 giờ ngày Chủ nhật 15 tháng 3 năm 2020. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trân trọng thông báo.